Namaskar. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình luyện tập yoga trên kênh truyền hình An Viên. Tôi là Thu Phương sẽ đồng hành với các bạn trong chương trình này. Bây giờ chúng ta trải thảm và luyện tập cùng với nhau nhé. Đầu tiên, chúng ta bắt đầu vào sơ thiền. Nào, chúng ta ngồi thật thoải mái. Thả lỏng, thẳng lưng. Chúng ta kéo xương cụt ra phía sau. Hai xương ngồi đặt hoàn toàn trên thẳng. Hơi chùng bụng trước. Nâng khung sườn và cơ ngực lên cao. Hướng cột sống và bảy đốt sống cổ lên trần nhà. Cằm hơi đưa vào trong. Và từ từ nhắm mắt lại. Thả lỏng. Thả lỏng vai. Thả lỏng đầu gối. Thả lỏng khớp háng. Thả lỏng cơ thể. Sức nặng cơ thể đè lên hai xương ngồi. Cảm nhận tư thế ngồi thật vững chắc. Hít vào, hít thật sâu. Thở ra, từ từ thở hết. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Lần nữa hít vào. Thở ra. Thả lỏng thở đều. Thả lỏng tất cả các cơ trên gương mặt. Thả lỏng con ngươi đẩy ra xa khỏi trần. Thả lỏng hoàn toàn cơ thể. Hãy kết nối những phần khác nhau trên cơ thể tạo làm một. Hãy để những suy nghĩ trôi theo dòng tâm trí một cách tự nhiên và gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, bụi bặm, bất tận xa bên. Hướng tâm trí vào bên trong cơ thể, tập trung vào hơi thở, cảm nhận hơi thở của chúng ta ra vào một cách thật mềm mại. Hãy giữ cảm giác này trong ít. Chúng ta từ từ hít vào phình bụng. Thở ra thở hết, hóp chặt bụng. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Lần nữa hít vào.
xa. Từ từ hai tay đưa lên chắp trước ngực, lưng thẳng, mở mắt. Hít vào đưa tay lên nâng khung sườn và cơ ngực, kéo xương cụt xuống, thở xa. Từ từ thở hết. Hít vào, hít thật sâu. Thở xa, thở thật chậm. Hít vào. Thở xa. Lần nữa hít vào. Thở xa. Tiếp tục, chúng ta khởi động khớp cổ. Nào, thở hết ra, ép sâu cằm vào bên trong. Hít vào về thẳng. Thở ra ngửa sâu. Hít vào về thẳng. Thở ra nghiêng trái. Hít vào về thẳng. Thở ra nghiêng phải. Hít vào về thẳng. Thở ra quay ngang cằm trái. Hít vào về thẳng. Thở ra quay ngang cằm phải. Hít vào về thẳng. Thở ra gập sâu lần thứ hai. Hít vào về thẳng, thở ra ngửa sâu. Hít vào về thẳng, thở ra nghiêng trái. Hít vào về thẳng, thở ra nghiêng phải. Hít vào về thẳng, thở ra quay ngang cằm trái. Hít vào về thẳng, thở ra quay ngang cằm phải. Hít vào về thẳng, thở ra gập sâu. Chúng ta sẽ xoay cổ lên, hít vào. Xuống, thở ra. Làm thật chậm, kèm theo hơi thở. Hai. Ba. Bốn. Ngược lại, hít vào. Thở ra. Một. Hai. Ba. Bốn, chúng ta thả lỏng cổ, mở mắt, quay ngược lại một vòng thật chậm. Hai tay đặt lên vai, chúng ta khởi động khớp vai. Hít vào ép trước, kéo giãn vào vai. Thở ra, mở ngực. Hít vào hai tay đưa lên cao, kéo giãn hai bên cơ lườn. Thở ra chúng ta thả lỏng và hạ vai xuống. Lần thứ hai, hít vào. Thở ra. Hít vào, thở ra, xoay tròn khớp vai, khỉu tay lên, hít vào, xuống, thở ra. Một. Lưu ý khi vận động các khớp, chúng ta làm thật nhẹ nhàng, chậm và kèm theo hơi thở. Ba. Ngược lại, hít vào, thở ra. Một. Ba. Bốn. Hai tay chúng ta dang ngang sang hai bên. Từ vai đến khỉu tay chúng ta sẽ giữ nguyên. Chúng ta sẽ khởi động khớp khỉu tay. Hít vào, lòng bàn tay hướng vào trong. Thở ra ngửa lòng bàn tay. Một. Hai. Ba. Bốn. Ngược lại, hít vào, thở ra. Một. Hai.
3. 4. Hai tay chúng ta đưa về phía trước, xoay tròn cổ tay mỗi bên 4 lần. Và ngược lại. Xoè căng, gập nửa, xoè căng, gập nửa, xoè căng, gập nửa, xoè căng, nắm chặt ngón cái vào giữa, xoè căng, nắm chặt, xoè căng, nắm chặt, hai tay chắp trước. Hít vào đẩy cột sống về phía trước, mở rộng ngực. Thở ra kéo ra sau, thóp bụng này. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Lần nữa hít vào. Thở ra. Hít vào, hai tay đan nhau, đưa ngược lên đầu, cánh tay áp sát tay. Thở ra, nghiêng trái, chúng ta đẩy mạnh cổ tay trái, ép đầu gối phải và thả lỏng cơ lưng phải. Thở đều, chúng ta giữ trong khoảng từ 3 đến 5 nhịp thở. Năm, bốn, ba, hai, một, hít vào, đổi bên, thở ra. Đẩy mạnh cổ tay phải, ép đầu gối trái và thả lỏng cơ lườn trái. Chúng ta có thể tập trung tâm trí vào hơi thở, có thể tập trung vào vùng nào chúng ta đang căng nhất. Ba, hai, một, hít vào. Lần thứ hai, thở ra nghiêng trái. Đẩy mạnh cổ tay hơn nữa. Duỗi dài cánh tay. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, đổi bên, thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào. Tay xuôi, thở ra. Chúng ta thả lỏng vai. Tay phải đặt lên đầu gối trái, tay trái đưa ra sau. Mở vai, thở hết ra, mắt nhìn qua vai, thở đều. Chúng ta cũng giữ từ 3 đến 5 nhịp thở. 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, đổi bên. Chúng ta hít dừng, thở vặn. Hít dừng, thở vặn, nhìn sâu ra phía sau. Ba, hai, một. Hít vào. Lần thứ hai, thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào, đổi bên, thở ra. Tư thế vặn mình này vận động 7 tuyến nội tiết và đánh thức năng lượng ở cột sống. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào, về thẳng hai tay ra ngang. Thở ra, nghiêng trái. Khỉu tay trái và lòng bàn tay áp xuống thảm. Hít vào, tay phải chúng ta đưa qua đầu. Chúng ta ép đầu gối phải xuống. Tập trung tâm trí vào cơ liên sườn phải của mình. Vươn dài cánh tay. Hít thở đều, chúng ta cũng giữ từ 3 đến 5 nhịp thở. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, đổi bên nào, thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào, tiếp tục đổi bên, thở ra. Lần thứ hai. Lưu ý là chúng ta không thả lỏng cổ và không hướng đỉnh đầu xuống sàn.
chúng ta hướng theo mũi tay của mình, cằm hơi đưa vào hõm cổ. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, đổi bên thở ra. Và nhớ là cánh tay của chúng ta cũng duỗi dài, thẳng, tuyệt đối chúng ta không thả lỏng khuỷu tay của mình. Vươn dài ra, ép đầu gối trái của chúng ta xuống, cảm nhận hai mông đặt hoàn toàn xuống dưới sàn. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, tay xuôi thở ra, chúng ta duỗi chân thẳng. Hai lòng bàn chân chúng ta áp vào nhau nào, kéo sát gót vào sâu bên trong. Hai tay đan nhau nắm chặt 10 đầu ngón chân, chúng ta thả lỏng khớp háng và dập đùi xuống. Đây gọi là tư thế cánh bướm, giúp làm mềm khớp háng và tăng tuần hoàn máu ở vùng xương chậu. Lưng thẳng, hít vào, thở ra, từ từ chúng ta ép về phía trước, thả lỏng bụng, mở ngực, đẩy vai về phía hông của mình, kéo dài cột sống, mặt song song mặt sàn, thở đều. Ba, hai, một, hít vào, một lần nữa thở ra. Ép sâu giữ nguyên. Nếu như để tay mà chúng ta ôm chân khó, chúng ta có thể dùng hai lòng bàn tay ấn vào đầu gối, ép đầu gối của mình xuống sàn và tiếp tục kéo dài cột sống. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, từ từ chúng ta về thẳng, thở ra duỗi chân, thả lỏng chân. Chúng ta dập gối xuống, hai chân đập nhẹ vào nhau, thả lỏng các khớp. Kéo căng mu bàn chân, gập sâu cổ chân, kéo căng, gập sâu, kéo căng, gập sâu. Chúng ta xoay tròn cổ chân mỗi bên 3 lần. Thả lỏng chân. Chân phải đặt lên đầu gối trái, nghiêng sang trái, mặt quay phải. Chúng ta thả lỏng thắt lưng, ép sâu đầu gối. Tập trung tâm trí vào hơi thở. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào về thẳng, thở ra duỗi chân, đổi bên. Hít thở sâu sâu. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, thở ra duỗi chân, đổi bên nào. Hít vào, co gối, thở ra, từ từ chúng ta nghiêng sang trái, lần thứ hai. Khi khởi động, chúng ta sẽ khởi động kỹ về các khớp, cơ và dây chằng. Để khi chúng ta vào các tư thế asana, chúng ta sẽ tránh được những chấn thương không đáng có trong quá trình tập. Hít vào, thở ra duỗi chân, đổi bên. Hít vào, chân trái co lên và thở ra, tiếp tục ép đầu gối trái sang phải. Tập trung tâm trí vào hơi thở của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào về thẳng, thở ra duỗi chân. Hai chân chúng ta gần nhau, hai tay đưa ra sau, mũi tay hướng vào trong. Ấn gót chân xuống sàn, chúng ta có thể dựng bàn chân của mình lên nào. Hít vào, nâng khung sườn và cơ ngực, ấn xương cụt xuống, thở ra nào. Ấn chặt gót chân, từ từ đẩy hông lên, siết chặt hai cơ đùi, mông, mở ngực. Thả lỏng cổ hoặc để cổ bằng vai, thở đều. Nếu những ai chúng ta để cổ này khó, chúng ta có thể nâng cổ lên, nhìn vào vùng bụng hoặc
lịch của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào từ từ hạ mông xuống. Thở ra, lưng thẳng, dựng bàn chân. Hít vào vươn lên cao. Thở ra, thóc bụng vươn dài. Thở đều, chúng ta làm thật chậm. Tập trung tâm trí vào hai cơ đùi dưới của hai chân. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào. Tay xuôi, thở ra. Hai chân chúng ta mở rộng sang hai bên. Lưng thẳng, hít vào vươn lên cao. Thở ra nghiêng trái. Thở đều. Hít thở sâu. Ba, hai, một. Hít vào. Đổi bên, thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào. Hai tay nắm cổ chân, thở ra. Chúng ta thả lỏng cổ chân này, cơ đùi và khớp háng từ từ chúng ta ép về phía trước. Đây là một tư thế khó, nên khi chúng ta tập, chúng ta lắng nghe cơ thể mình. Khả năng của mình đến đâu, chúng ta thực hành đến đó. Ví dụ, khả năng chúng ta chỉ đến đây thôi, thì chúng ta dừng lại. Tiếp tục này, duỗi dài cột sống và đẩy về phía trước. Giữ nguyên. Nếu như những ai làm tốt hơn, chúng ta có thể đặt khuỷu tay xuống sàn. Mỗi lúc chúng ta ép sâu hơn một chút. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, vươn lên cao. Tiếp tục lần thứ hai, thở ra nghiêng trái. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào, đổi bên, thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào. Hai tay chúng ta lấn dài về phía trước nào. Chúng ta đặt tay xuống sàn. Vẫn là thả lỏng cổ chân, cơ đùi và khớp háng. Chúng ta làm thật chậm và ép thật từ từ. Cảm nhận. Khả năng đến đâu chúng ta sẽ thực hành đến đó. Thả lỏng ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào. Tay xuôi, thở ra. Hai tay chúng ta đặt vào khớp gối, chúng ta nhấc từng gót chân một. Hai chân đưa ra sau về tư thế em bé. Đây là cách chúng ta trả về của tư thế vừa rồi. Thả lỏng. Chúng ta hít thở sâu. Hít phình bụng sang hai bên, thở thóp bụng này. Ba nhịp thở. Chúng ta bắt đầu vào asana. Hai tay chúng ta đặt về phía đầu thẳng. Chống mũi chân đẩy hông lên chữ V ngực. Ở tư thế chữ V ngược hay gọi là chó úp mặt, chúng ta cũng để chân và tay theo khoảng cách mình cảm thấy là thoải mái nhất. Có thể co vào
gần hơn để chân chúng ta không bị căng vần gân kheo chân. Chúng ta ấn chặt hai cạnh trong của bàn chân xuống, lực tỏa đều ra hai mép ngoài của bàn chân. Cảm nhận bốn điểm ở lòng bàn chân đặt dưới sàn. Rút xương bánh chè, siết chặt cơ đùi, hướng hai đỉnh đùi vào bên trong. Đưa nhẹ vùng rốn ra phía vùng thắt lưng và đẩy hông lên cao, cảm nhận bụng mỏng. Chúng ta giữ nguyên và thở đều nào. 5 4 3 2 1 Hít vào về tư thế chống đẩy. Siết chặt bụng, siết chặt đùi, xốc hông, xốc vai, mở ngực thở đều. Trong quá trình giữ, chúng ta vẫn tiếp tục điều chỉnh để cảm nhận thấy là cơ thể mình đang dần dần đưa tư thế về đúng. 5 4 3 2 1 Hạ gối, ngực cằm. Hít vào trườn lên rắn hổ mang, duỗi dài mu bàn chân. Lưu ý tư thế rắn hổ mang, chúng ta để tay cũng vậy, làm sao cho phù hợp và chúng ta cảm thấy thoải mái. Tuyệt đối chúng ta không so vai, tức là chúng ta đẩy lên cao, thẳng khỉu tay và so vai, rụt cổ. Cố gắng hạ vai của mình xuống, ép khỉu tay vào hai bên lườn. Vai và tay luôn luôn cách xa nhau. Đưa ngực về phía trước, chúng ta hơi ngước mắt nhìn lên và cũng không ngả cổ ra phía sau. 5 4 3 2 1 Hạ bụng xuống. Hai tay xuôi theo thân châu chấu nào. Chúng ta có thể đan tay vào nhau, lòng bàn tay áp sát cánh tay thẳng, nâng cao ngực lên. Duỗi dài mu bàn chân ra xa khỏi cổ chân. 5 4 3 2 1 Hai tay đưa về phía trước, châu chấu hoàn thiện. Cố gắng nâng cao hơn nữa. 5 4 3 2 1 Hai tay đặt ngang vai, trán mũi chạm sàn. Chúng ta thả lỏng vai ra. Hít một hơi thật sâu nào. Hít vào trườn lên rắn hổ mang. Thở ra chữ V ngược. Chân trái làm trụ, chân phải đưa lên cao đẩy gót. Cố gắng duỗi thẳng đầu gối ra. 5 4 3 2 1 Gập đầu gối, đưa sang trái, mở rộng hông. Chúng ta thả lỏng khớp háng. Đầu gối hướng lên trần nhà. 5 4 3 2 1 Giếng gót chân trái nào, hạ mũi chân phải ngang mép thảm. Xoay hông trái, tay phải chúng ta đưa qua đầu. Năm bốn ba hai một Xoay hông hạ tay, hất chân lên cao, ép sâu vai cổ. Co đầu gối, đặt cánh trong của bàn tay phải. Đưa mặt về song song mặt sàn. Hít vào nâng người lên chiến binh. Chúng ta hơi xoay hông trái về phía trước, hay hông cân bằng lưng trái núi. 5 4 3 2 1 Thở ra đổ về phía trước, vươn dài. Lưu ý là cánh tay chúng ta ngang bằng tay. Nhìn xa ra. 5 4 3 2
Một, siết chặt đùi phải, nhấc chân trái bắc qua đầu gối cái ghế, kéo mông ra sau. Tay vẫn tiếp tục lên cao hơn nữa nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hai tay đặt cạnh bàn chân, đẩy hông lên con cò. Thả lỏng bụng, cúi đầu sâu. Với những ai chúng ta gặp vấn đề về huyết áp thấp, huyết áp cao hay tim mạch tiền đình, chúng ta không chúc đỉnh đầu xuống sàn. Chúng ta có thể đưa mặt về song song mặt sàn. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ rút chân trái ra phía sau. Đưa chân phải luồn qua bụng sang mép thảm bên trái này. Đưa bàn tay phải chúng ta vào giữa, xoay hông phải, tay trái đưa qua đầu, chúng ta đẩy hông lên. Thả lỏng vai ra. Cổ. Thở rút bụng dưới. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay hông hạ tay, chữ V ngược. Một, chân phải làm trụ, chúng ta ấn cạnh trong của bàn chân phải xuống, từ từ đẩy gót chân trái nào, từ dưới, cố gắng duỗi thẳng đầu gối. Cảm nhận hai hông cân bằng. 5, 4, 3, 2, 1. Gập đầu gối, đưa sang phải, mở rộng hông. Đầu gối hướng lên trần nhà, chúng ta thả lỏng cổ chân trái. Năm, bốn, ba, hai, một. Kiễng gót chân phải, hạ mũi chân trái ngang mép thảm. Xoay hông phải, tay trái đưa qua đầu. Thở rút bụng. Năm, bốn, ba, hai, một. Xoay hông hạ tay, hất chân lên cao, ép sâu vai cổ. Co đầu gối đặt cạnh trong của bàn tay trái, đưa mặt về song song mặt sàn, chúng ta chỉnh về khoảng cách. Hít vào nâng người lên chiến binh một. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra đổ về phía trước, vươn dài. 5, 4, 3, 2, 1. Siết chặt đùi trái, nhấc chân phải bắc qua đầu gối cái ghế, kéo mông ra sau. Tay tiếp tục lên cao nào, vươn dài cánh tay. Năm, bốn, ba, hai, một. Hai tay đặt cạnh bàn chân, đẩy hông lên con cò. Ba, hai, một. Từ từ rút chân phải ra phía sau. Đưa chân trái luồn qua bụng sang mép thảm bên phải. Đưa bàn tay trái vào giữa, xoay hông trái, tay phải đưa qua đầu. Chúng ta đẩy hông lên. Năm, bốn, ba, hai, một. Xoay hông hạ tay, chữ V ngược. Hít vào về tư thế chống đẩy. Ba, hai, một. Mặt phẳng nghiêng nào, cạnh ngoài của bàn chân phải đặt xuống sàn, chân trái chồng lên hoặc nối gót.
ở tư thế này, muốn nâng cao hơn, chúng ta có thể nhấc chân trái của mình lên, đặt lòng bàn chân trái đặt vào cạnh đùi trong của chân phải. Chúng ta tiếp tục đẩy hông phải của mình lên nữa, siết chặt tay trụ lại. 5 4 3 2 1. Hít vào, hạ tay xuống, thở ra, chúng ta đổi bên nào. Chân trái, chân phải chúng ta co lên. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào, hạ tay xuống, thở ra, chữ V ngược. Hít vào về tư thế chống đẩy, giữ nguyên thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một. Gập đầu gối, chân phải đặt vào giữa hai tay, chim bồ câu. Chân trái chúng ta duỗi dài ra sau, thả lỏng khớp gối nè, chúng ta nâng lên. Cố gắng chúng ta hít thở, nâng khung sườn và nâng ngực của mình lên để cột sống về thẳng, áp má phải của chúng ta vào bắp tay. Nếu như hai tay chúng ta không túm được vào nhau, chúng ta có thể sử dụng một đoạn dây hoặc là một chiếc khăn, chúng ta có thể túm hai đầu. Tư thế này giúp chúng ta mở khớp vai và giúp làm mềm cơ thể rất là nhanh. Nhưng mà lưu ý là chúng ta làm, chúng ta vẫn phải lắng nghe cơ thể mình ạ. Đây là một tư thế khó. 5 4 3 2 1 buông tay nào. Hai tay đặt ngang đầu gối, rút chân ra sau, chữ V ngược. Ba, hai, một. Hít vào về tư thế chống đẩy. Năm, bốn, ba, hai, một. Gập đầu gối, chân trái đặt vào giữa hai tay, chúng ta đổi bên. Trong quá trình giữ, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng mu bàn chân phải, chúng ta kéo khuỷu tay của mình và kéo người ra phía sau, áp má trái của chúng ta vào bắp tay. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một. Buông tay. Hai tay đặt ngang đầu gối, rút chân ra sau, chữ V ngược. Chân trái làm trụ, chân phải chúng ta đưa lên cao, đẩy gót, gập gối, áp sát bụng đặt vào giữa hai tay, chim bồ câu lần thứ hai. Ở lần thứ hai của chim bồ câu, chúng ta cũng có thể thực hiện nâng cao hơn ở tư thế này với những ai chúng ta đã mở tốt về khớp vai và chúng ta cảm thấy là mình mềm. Còn nếu như không thì chúng ta vẫn thực hiện về tư thế cơ bản. Ở tư thế này, chúng ta có thể lấy bàn tay trái đưa ra nắm ngang cạnh ngoài của bàn chân, chân trái. Sau đó ép khuỷu tay vào bên lườn, chúng ta xoay cái khớp vai của mình. Nhớ là lưu ý là khép sát vào, chúng ta không khuỳnh sang. Từ từ xoay vai của chúng ta về cân bằng và tay phải chúng ta cố gắng đặt ở dưới sàn. Chúng ta cảm nhận hai vai chúng ta, điều chỉnh để hai vai chúng ta và hông chúng ta về cân bằng hơn. Chúng ta hít thở, nâng khung sườn,
Khi thở ra thì chúng ta giữ nguyên khung sườn và đưa bụng vào bên trong. 5 4 3 2 1 Từ từ này chúng ta kéo thả lỏng nha. Lưu ý là chúng ta thả lỏng khớp và thả lỏng khớp vai nữa. Ép khuỷu tay vào và từ từ buông tay ra. Hai tay chúng ta đặt ngang đầu gối, rút chân ra sau, chịu về ngược. Ba, hai, một. Chân phải làm trụ, chân trái chúng ta đưa lên đẩy gót. Gập gối, áp sát bụng, đặt vào giữa hai tay chim bồ câu. Tương tự bên này cũng vậy. Lưu ý là chúng ta không thực hành khi mà ngoài khả năng của chúng ta. Chúng ta chỉ làm trong khả năng của mình, lắng nghe cơ thể mình. Nếu như chúng ta không thực hành được tư thế chim bồ câu mẹ, chúng ta có thể thực hành chim bồ câu cơ bản. Dần dần chúng ta sẽ có thể thực hành được ạ. Bất kể một tư thế nào, chúng ta cũng cần phải có một quá trình rất là dài để chúng ta giúp cho cơ thể của mình làm quen. Bên này cũng tương tự. Nếu như chúng ta thực hành được, chúng ta lại làm tiếp tục chim bồ câu mẹ này. Sử dụng tay phải nào, khép khuỷu tay nào, xoay vai. Nếu như ở tư thế này, những ai đã mở được khớp vai tốt, chúng ta khi mà tay vẫn chưa nắm được vào bàn chân chẳng hạn, do lưng chúng ta chưa mềm, chúng ta có thể sử dụng một đoạn dây hay là một chiếc khăn, chúng ta đặt vào mu bàn chân của mình và dùng tay túm lấy đầu còn lại. Lưu ý ở tư thế này, khi chúng ta chưa mềm và không nâng được khung sườn, chúng ta không ngửa ra phía sau. Để đảm bảo cho cột sống và bể đốt sống cổ của chúng ta an toàn, chúng ta để đầu thẳng, đưa cằm vào hõm cổ, nhìn thẳng về phía trước. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 Buông tay nào, thả lỏng ra. Từ từ chúng ta vẫn tiếp tục xoay khuỷu tay và khuỷu vai, khớp vai của mình. Hai tay chúng ta đặt ngang đầu gối, rút chân ra sau, chữ V ngược. Năm, bốn, ba, hai, một. Kiễng cao gót chân, cong lưng lên, đầu cúi xuống. Đây là cách chúng ta trả lưng của mình về của tư thế vừa rồi. Cong như lưng tôm, chúng ta không ép vai xuống mà chúng ta cong hết cả lưng lên trần nhà. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi từ từ hạ gối xuống, kéo mông ra sau em bé. Chúng ta thả lỏng và hít thở sâu từ 3 đến 5 nhịp thở. Hít phình bụng sang hai bên, thở thóp bụng lại. Rồi từ từ chúng ta ngồi lên. Để trả lưng về, sau khi làm thực hiện tư thế chim bồ câu, chúng ta sẽ thực hành tư thế con thỏ. Ở tư thế con thỏ, chúng ta có thể mông ngồi lên gót chân hoặc có thể quỳ cao, tức là chúng ta ngồi lên gót chân của mình hoặc có thể duỗi mu bàn chân. Nào, chuẩn bị, hít vào, hai tay chúng ta nắm gót chân, thở ra chúng ta từ từ đưa cằm sâu vào bên trong để cuộn người, chống đỉnh đầu xuống sàn, thở hết, đỉnh đầu càng sát gối càng tốt, từ từ nâng mông lên. Tay chúng ta nếu như không nắm được vào gót chân, chúng ta có thể để xuôi theo thân. Còn với những ai mà cảm thấy đau đỉnh đầu, hai tay chúng ta có thể đặt ở cạnh đỉnh đầu cũng được, để chúng ta đỡ hỗ trợ cho đỉnh đầu chúng ta. Chúng ta có thể nín thở hoặc thở đều. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ kéo mông ra sau, hạ mông xuống nào, hít vào, đưa mặt về song song mặt sàn. Từ từ chúng ta ngồi thẳng lên và thở ra, hai tay đặt lên đùi, thả lỏng thư giãn. Lưu ý ở tư thế con thỏ, với những ai có vấn đề về huyết áp, tiền đình, huyết áp cao, huyết áp thấp, tiền đình hay tim mạch, chúng ta cố gắng không chúc đỉnh đầu, chúng ta có thể không thực hiện tư thế này. Ở tư thế con thỏ rất tốt cho những ai có vấn đề về ví dụ như mất ngủ. Tiếp tục lần thứ hai, chuẩn bị, hít vào, hai tay nắm gót chân,
Thở ra nào, chúng ta từ từ đưa cằm vào bên trong, cuộn bụng lại, cúi đầu xuống. Từ từ nâng mông lên. Nếu chúng ta nín thở, chúng ta sẽ nín thở trong khoảng 8 giây hoặc 8 nhịp đếm của mình. 5 4 3 2 1. Rồi hít vào, từ từ hạ mông xuống, đưa mặt về song song mặt sàn. Cố gắng cuộc sống vẫn về theo chiều thở. Thở ra, thả lỏng thư giãn. Tư thế này chúng ta sẽ thực hành 4 lần. Nếu như ở nhà có thời gian, các bạn có thể thực hành 8 lần. Chuẩn bị, hít vào, thở ra, từ từ thở hết, nâng mông nào, thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi hít vào, từ từ hạ mông xuống, đưa mặt về song song mặt sàn. Thở ra, thư giãn. Lần cuối cùng, chuẩn bị, hít vào, thở ra, thở hết, nín thở hoặc thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào, từ từ hạ mông xuống. Rồi chúng ta duỗi như bằng chân ra, đưa chân về phía trước, thả lỏng khớp gối, và chúng ta gập duỗi các đầu ngón chân, các khớp ngón chân của mình. Nếu như những ai chúng ta dựng gót chân lên, thả lỏng chân. Bây giờ chúng ta sẽ quay mặt về phía cuối thẳng, chúng ta lăn lưng và chuẩn bị thư giãn. Hai tay chúng ta đặt dưới đầu gối. Nào, chúng ta bập bênh nhẹ nhàng 5 lần. Khi bập bênh thì chân và vai chúng ta không chạm sàn, chỉ có vùng thắt lưng của mình chạm sàn. Một lần nữa. Rồi, hít vào, chân qua đầu. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hai lần nữa. Lần cuối cùng, giữ nguyên nào. 5 nhịp đếm. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, từ từ hít vào. Thở ra nào, chúng ta mở rộng hai chân sang hai bên, từ từ chúng ta nằm xuống. Chúng ta hãy điều chỉnh làm sao cảm nhận được cơ thể mình hoàn toàn đặt dưới sàn. Hai tay chúng ta dang rộng hơn thân, ngửa lòng bàn tay. Các ngón tay co lại một cách tự nhiên và cằm hơi đưa vào hõm cổ, nhắm mắt lại. Chúng ta sẽ hít thở 5 hơi thở. Cơ hoành, chuẩn bị, hít vào phình bụng, thở ra, từ từ thở hết, thóp chặt bụng lại, hít vào, thở ra, hít vào. Thở ra. Hít vào.
Lần nữa hít vào. Thở ra. Thả lỏng thở đều. Hãy để cho cơ thể được hoàn toàn nghỉ ngơi, hoàn toàn thư giãn. Hãy cảm nhận hơi ấm và năng lượng của vũ trụ đang đi vào 10 đầu ngón chân, làm cho 10 đầu ngón chân của chúng ta ấm nóng dần lên. Hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn chân ta thật ấm, thật ấm. Hơi ấm di chuyển lên cổ chân, lên đầu gối, lên khớp háng, lên vùng bụng, vùng ngực, làm cho vùng ngực của chúng ta thật ấm. Hơi ấm di chuyển qua vai, tràn xuống lưng, tập trung vào cột sống. Hơi ấm từ cột sống lan tỏa sang hai bên, làm cho phần lưng của chúng ta được hoàn toàn nghỉ ngơi, hoàn toàn thư giãn. Hãy cảm nhận hơi ấm và năng lượng của vũ trụ đang đi vào 10 đầu ngón tay, làm cho 10 đầu ngón tay của chúng ta ấm nóng dần lên. Hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay ta thật ấm. Hơi ấm di chuyển lên cổ tay, lên khuỷu tay, lên khớp vai, lên vòm họng, lên cằm, lên miệng, lên dọc sống mũi, lan sang hai bên mắt, lên trán, tràn xuống hai má. Giờ đây toàn bộ các cơ trên gương mặt ta được hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm lan tỏa sang hai bên tai, ra sau gáy và lên đến đỉnh đầu. Hơi ấm từ đỉnh đầu massage toàn bộ não bộ của ta, làm cho hệ thần kinh của chúng ta được hoàn toàn nghỉ ngơi, hoàn toàn thư giãn. Giờ đây, từ đỉnh đầu đến gót chân, cơ thể chúng ta được hoàn toàn nghỉ ngơi, hoàn toàn thư giãn và tràn đầy năng lượng. Xung quanh ta ngập tràn tiếng cười và tình yêu thương. Hãy giữ cảm giác này trong ít phút. Hít vào phình bụng. Thở ra. Thở hết. Hít vào. Thở ra. Chúng ta sẽ đánh thức từng phần một trên cơ thể. Nào, chúng ta cử động các ngón chân, các ngón tay, cổ chân,
cổ tay. Gập duỗi khuỷu tay lên xuống 3 lần. Hai chân chúng ta co lên khỏi thẳng, nhẹ nhàng đưa sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Duỗi thẳng chân, hai tay bắt chéo hai bả vai, nâng đầu lên khỏi thảm, chúng ta lắc người nhẹ nhẹ sang hai bên 3 lần. Hạ thân, tay xuôi theo thân, nghiêng đầu sang phải, sang trái, phải, trái, phải, trái. Từ từ mở mắt, đảo mắt xuôi, đảo ngược, xuôi, ngược, xuôi, ngược, trên, dưới, trên, dưới, trên, dưới. Nước mắt sang phải, sang trái, phải, trái, phải, trái. Nhìn xa lên trần nhà, nhìn gần xuống sống mũi. Xa, gần, xa, gần. Hai tay chúng ta đan vào nhau, đưa ngược lên đầu. Hít một hơi thật sâu, kéo giãn toàn bộ cơ thể. Đẩy gót chân, hạ tay trái, chống chân trái, nghiêng người sang phải. Tay chống đầu, chống hai tay, từ từ ngồi dậy. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi thư giãn, lấy lại quân bình cho cơ thể. Nào, chúng ta kéo xương cụt ra phía sau, hai xương ngồi đặt hoàn toàn trên thảm, thả lỏng. Cảm nhận cơ thể được hoàn toàn nghỉ ngơi, hoàn toàn thư giãn, tâm trí được bình an. Chúng ta hít một hơi thật sâu, hít vào, hít căng lồng ngực. Thở ra, từ từ thở hết. Buổi tập của chúng ta kết thúc tại đây. Namaskar. Chúng ta vừa luyện tập cùng với nhau. Hy vọng các bạn có một buổi tập thật vui vẻ và hứng thú. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi tập sau.